À, chúng ta đang thăm đến Trung ương cục miền Nam và đây là khu vực nhà truyền thống. Chúng ta sẽ bắt đầu mình di chuyển để thăm một số, xem một số những hình ảnh và tư liệu ở đây. Bây giờ chúng ta đi ha. Và trước khi mà chúng ta bắt đầu xem một số hình ảnh và tư liệu, giới thiệu với tất cả bạn, đây là khu vực cái sơ đồ về giới thiệu về khuôn viên của khu vực di tích lịch sử văn hóa quốc gia đặc biệt, và trên là bảng xếp hạng được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt vào ngày 10 tháng 5 năm 2012 do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký. Và khi mà chúng ta tham quan ở đây thì có một cái khoảng thời gian nhất định và theo khoảng chu kỳ thời gian vòng tròn, ví dụ đây là thời kỳ giai đoạn năm 1951, giai đoạn năm 1954, thì thời kỳ đó là giai đoạn kháng chống Pháp. Nhưng mà Trung ương cục đã thành lập đây chính là thời kỳ giai đoạn từ năm 1951 đến giai đoạn năm 1954. Thì năm 1951 thì Trung cục đã từng được thành lập và chúng ta hoạt động đó là khu vực ở Cà Mau, và đồng chí Lê Duẩn là bí thư đầu tiên của Trung ương cục giai đoạn năm 1951. Nhưng mà cho đến giai đoạn năm 1954 thì Trung ương cục đã không còn phù hợp nữa trong cái tình hình mới. Đến năm 1954 thì mới giải thể đi Trung cục, thành lập lại một cơ quan mới chính là Sứ ủy Nam Bộ. Trong giai đoạn kháng chống Mỹ cứu nước, từ đầu năm giai đoạn năm 1960, từ đấu tranh vũ trang chúng ta kết hợp với đấu tranh chính trị, thì đó có một cái bộ phận, để có một cái nơi để lãnh đạo quần chúng và các giai cấp dân tộc tôn giáo lúc bấy giờ để đấu tranh giành tự do cho nhân dân chúng ta. Thì chúng ta kết hợp giữa đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang. Và giai đoạn năm 1960, vào ngày 20 tháng 12 năm 1960, thành lập một cái cơ quan, một cái bộ phận rất là quan trọng lúc bấy giờ, đó chính là Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Và đây chính là một số những cái hình ảnh của các cao trào được quân dân của chúng ta giai đoạn lúc bấy giờ để đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang lúc bấy giờ. Ví dụ giai đoạn năm 1960 á, năm 1959, năm 1960 á, bùng nổ nhất đó chính là cái đồng khởi của các người dân ở huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre. Rồi sau đó đến giai đoạn đến năm 1960, vào ngày 25 tháng Giêng á, thì đó là xảy ra cái đồng khởi ở Võ Trang ở tỉnh Tây Ninh, đó là cái xã Tua Hai, huyện Châu Thành của tỉnh Tây Ninh ngày hôm nay. Và thực hiện chủ trương của Đại hội đại. Đây là hình ảnh của đồng khởi chính trị xã Định Thủy, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre được diễn ra vào ngày 17 tháng Giêng năm 1960. Và ở phía dưới là cái phong trào đồng khởi Võ Trang tại tỉnh Tây Ninh, xã Tui Hai, huyện Châu Thành, ngày 25 tháng Giêng năm 1960, trong giai đoạn mà chúng ta thành lập giai đoạn Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam năm 1960, thì có các cuộc đồng khởi như vậy. Và đến tiếp theo, chúng ta sẽ bắt đầu mình di chuyển để xem một số những hình ảnh về những các đồng chí lãnh đạo của Trung ương cục. Dạ rồi, tiếp theo xin mời Giang cùng các bạn sang xem chương trình. Chúng ta sẽ bắt đầu đi đến cái vị trí nơi trưng bày hình ảnh của đồng chí Nguyễn Văn Linh, bí danh là Mười Cúc, và một số những cái mẫu vật mà bác đã từng sử dụng qua. Đồng chí đã từng sử dụng qua. Dạ chị ơi, vậy thì bác Nguyễn Văn Linh có phải là người lãnh đạo ở căn cứ Trung ương cục miền Nam của mình là vào giai đoạn 1961 không chị? Đúng rồi bạn. Thì đồng chí Nguyễn Văn Linh vào giai đoạn năm 1961 đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng chỉ định là bí thư của Trung ương cục miền Nam từ năm 61, và bí danh đó là Mười Cúc. Đây là một câu hỏi rất là chính xác. Khi bạn nói về đồng chí Nguyễn Văn Linh thì đây đồng chí đã được chỉ định là bí thư của Trung ương cục miền Nam giai đoạn năm 1961 vào ngày 23 tháng Giêng năm 1961 luôn. Và bí danh của đồng chí đó chính là Mười Cúc. Còn chiếc xe đạp này thì sao? Và chiếc xe đạp này chính là một mẫu hiện vật mà đồng chí đã từng sử dụng trong giai đoạn kháng chiến. Và sau này thì chúng ta được trưng bày tại khu vực nhà truyền thống ở đây để cho các đoàn du khách khi mà nhân chuyến về nguồn và nhân chuyến về thăm Trung ương cục miền Nam có thêm cái nguồn tư liệu về khi mà cuộc sống và làm việc của các bác có bao gồm có những gì, thì chúng ta tái hiện hết cho các du khách chúng ta thấy một cách rõ ràng hơn, sinh động hơn. Và tiếp tục nữa là chúng ta sẽ di chuyển một số những gian phòng bằng kính tiếp theo. Đây là cái mẫu xe đạp mà bạn đang được thấy mà đồng chí Nguyễn Văn Linh hay đồng chí Mười Cúc đã từng sử dụng qua. Đã được trưng bày thì bây giờ chúng ta thấy là nó còn nhìn vào thì nó rất là hay nè. Và một cái đặc điểm nữa đó chính là nó tái hiện lại cuộc sống mà các bác đã từng sống ở đây, thì bạn sử dụng những cái mẫu vật như này như thế nào. Và bây giờ tiếp tục chúng ta sẽ di chuyển đến một số những cái gian phòng bằng kính tiếp theo.
Đây là một số những hình ảnh của một số cái cơ quan như là Đài Phát thanh Giải phóng, cơ quan báo vụ, nhà in Trần Phú nè. Đây là một số những hình ảnh như là thí dụ nhà in Trần Phú, Đài Phát thanh Giải phóng, các cơ quan báo vụ, Đoàn Văn công Giải phóng, vân vân. Và phía bên dưới á, thì chúng ta thấy có một số những bộ tư trang, quần áo, những sợi dây nịt, những cái loại đèn mà do các đồng chí bộ đội chúng ta đã từng tự tạo ra, những cái bình nước rất là đơn giản, phải nhưng mà đi trên chiến trường, đi công tác ở rừng ha, phía bên ngoài là đều có những cái bình to như thế này. Và tiếp tục nữa thì chúng ta sẽ nói về đến cái giai đoạn thành lập của Trung ương Cục miền Nam. Dạ. Vào cái hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng vào ngày 23 tháng Giêng năm 1961 thì quyết định thành lập Trung ương Cục miền Nam. Và thành lập như thế này là thành lập lại. Tại vì trong giai đoạn kháng chống Pháp chúng ta thành lập rồi. Dạ. Đến chúng ta giải thể đi và đến năm 61 thì mình thành lập lại. Trung ương Cục là một bộ phận của Ban chấp hành Trung ương Đảng, chỉ đạo trực tiếp ở miền Nam, chủ yếu là năm bộ. Và giai đoạn lúc bấy giờ đã chỉ định ra một số các đồng chí bí thư, có bí thư, phó bí thư. Về nhân sự lãnh đạo cao nhất là sẽ có một bí thư, hai vị đồng chí phó bí thư và các đồng chí ủy viên thường vụ của Trung Cục sẽ do hội nghị của Trung ương Cục miền Nam này bầu chọn ra. Và người được chỉ định là bí thư của Trung Cục năm 61 chính là đồng chí Nguyễn Văn Linh, bí danh Mười Cúc mà lúc nãy chúng ta đã được xem hình ảnh. Và hai vị đồng chí phó bí thư, đồng chí Võ Chí Công và đồng chí Phan Văn Đáng. Và bên cạnh đó còn có 5 vị đồng chí ủy viên, một đồng chí Võ Văn Kiệt, đồng chí Phạm Thế Bường, đồng chí Trần Nam Trung, đồng chí Phạm Văn Sô và đồng chí Trần Văn Quang. Và sau này thì số lượng cán bộ chúng ta bắt đầu được tập kết và được chi viện từ ở miền Bắc và miền Nam này. Và cái khoảng thời gian sau này thì còn có nhiều cán bộ hơn nữa. Và từ khi mà Trung Cục thành lập năm 1961 thì các cơ quan ban ngành của Trung ương Cục á, mới được thành lập ra để phục vụ cho Trung ương Cục miền Nam và cũng giải thể giai đoạn năm 1975. À, vậy thì tại sao là Trung ương Cục mình đã được thành lập rồi giải thể và thành lập lại nữa chị? Vì đó là chúng ta chuyển đổi, có thể là nói trong giai đoạn đó là thành lập giai đoạn năm 1951 là kháng chống Pháp. Yeah. Đến sau này chúng ta chuyển đổi từ giai đoạn trong giai đoạn kháng chống Pháp đó thì nó không còn phù hợp nên giai đoạn lúc đó chúng ta chuyển thành là sứ ủy Nam Bộ. Yeah. Bắt đầu là sứ ủy Nam Bộ và từ giai đoạn sứ ủy Nam Bộ chúng ta đấu tranh ở trong miền Nam này trong chống Pháp cho đến khi mà chúng ta đấu tranh kháng chống Mỹ. Là bắt đầu là chúng ta thành lập lại Trung ương Cục miền Nam một lần nữa vào giai đoạn năm 1961. Giai đoạn năm 1961 này thì giai đoạn đó thì Trung Cục nó bắt đầu phù hợp hơn về việc chỉ đạo thay mặt cho Ban chấp hành Trung ương Đảng ở miền Nam. Còn về cái vị trí thì vẫn ở vị trí ban đầu hay là mình có thay đổi gì không chị? Thì hả, có rất là nhiều những vị trí mà Trung ương Cục chúng ta đã từng dừng chân qua từng giai đoạn khác nhau. À, có thể nói lên đến ví dụ giai đoạn vào ngày 23 tháng Giêng năm 1961. Khi mà Trung ương Cục miền Nam được thành lập lại một lần nữa. Yeah. Và trong đó chúng ta trú đóng chọn một cái địa điểm đó chính là ở Suối Nhung, Mã Đà, chiến khu D, bây giờ hiện tại trực thuộc của tỉnh Đồng Nai. Yeah. Và đến đầu tháng 2 năm 1962 á, thì Trung ương Cục bắt đầu chọn một vị trí mới phù hợp hơn để chỉ đạo ở miền Nam hay là chỉ đạo toàn ở miền ở Nam Bộ. Đó là khu vực chiến khu Bắc Tây Ninh. À, đầu tháng 2 năm 1962 thì chúng ta có mặt ở tỉnh Tây Ninh này. Yeah. À, vậy là Trung ương Cục miền Nam thì đã thành lập từ rất lâu rồi nhưng mà qua mỗi thời kỳ mỗi giai đoạn thì sẽ có ở một vị trí đúng, khác nhau. Dạ. Đúng rồi. Còn ở ngay tại cái địa điểm mà em và chị đang đứng đây ở tại tỉnh Tây Ninh của mình là vào năm 1962. Riêng cái mốc chính xác ở cái vị trí mà chúng ta đang dừng chân ở đây. Yeah. Thì bây giờ thì chính xác là từ cái mốc là từ năm 1973 đến giai đoạn năm 1975. Thuộc khu đó là cái khu vực căn cứ Rùm Đuông nằm ở cái địa phận đó là xã Tân Lập, huyện Tân Biên của tỉnh Tây Ninh. Và như các bạn thấy thì Giang có thể thấy được á, ngoài hình ảnh ra thì bên cạnh đó thì Bộ Chính trị cũng có gửi tặng cho Trung ương Cục một số những cái đồ dùng hay gì dùng thế nào ta những cái loại máy móc đi. Yeah. Những cái loại máy móc hiện đại nhất lúc bấy giờ để từng sử dụng tại Trung ương Cục. Và đây chúng ta nói
Và ở phía bên dưới, đây chính là một số những cái mẫu hiện vật do Bộ Chính trị đã gửi tặng vào để cho Trung Cục sử dụng. Bên cạnh đó, và đây là thực về chúng ta xin giới thiệu về Trung ương Cục miền Nam, về quá trình thành lập của Trung ương Cục miền Nam cho các bạn có thể biết rõ và nắm rõ hơn về cái quá trình thành lập của Trung ương Cục. Ví dụ như là đây là Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng ngày 23 tháng Giêng năm 1961 đã quyết định thành lập lại Trung ương Cục miền Nam trong giai đoạn đó là kháng chiến chống Mỹ. Trung ương Cục là một bộ phận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và trực tiếp dưới sự chỉ đạo của Bộ Chính trị. Trung ương Cục đã chỉ định ra một vị bí thư, hai vị đồng chí phó bí thư và các đồng chí ủy viên do hội nghị của Trung Cục sẽ được bầu chọn ra. Và vị bí thư đầu tiên của Trung ương Cục miền Nam mà chúng ta phải nhắc đến chính là đồng chí Nguyễn Văn Linh, bây giờ là Mười Cúc. Hai vị đồng chí phó bí thư, đồng chí Võ Chí Công, đồng chí Phan Văn Đáng và năm vị đồng chí ủy viên, ví dụ như là đồng chí Trần Văn Quang, đồng chí Võ Văn Kiệt, đồng chí Phạm Thái Bường, đồng chí Phạm Văn Xô và đồng chí Trần Nam Trung. Đây là một số những cái mẫu vật mà các đồng chí lãnh đạo của chúng ta đã từng sử dụng. Và đây là những mẫu hiện vật gốc, thấy được cái thời kỳ mà các đồng chí chúng ta sử dụng qua, đồng có những cái món đồ vật như thế nào đã gắn liền với cuộc sống, gắn liền với công việc khi mà các đồng chí ở và hoạt động tại khu vực căn cứ Trung ương Cục miền Nam lúc bấy giờ. Đây là mũ cối mà đồng chí Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, ủy viên của Bộ Chính trị đã từng sử dụng qua. Và bây giờ hiện tại đã được lưu giữ đến ngày hôm nay. Và kế bên đó là một cái bộ áo đi mưa của đồng chí Lê Đức Thọ, cũng một thời kỳ đó là đồng chí là phó bí thư của Trung ương Cục miền Nam. Và như nhìn vào đấy thì chúng ta thấy nó đã sờn hết rồi, đã cũ nhưng nó còn có rất là nhiều những giá trị. Theo nữa xin mời Giang cùng với là các bạn đang xem chương trình Khám phá Việt Nam, chúng ta sẽ tiếp tục mình di chuyển để xem một số hình ảnh cũng và một số những cái tư liệu. Đây xin giới thiệu với bạn. Đây là hình ảnh của đồng chí Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Ở phía bên trên chúng ta có một bức tranh sơn dầu. Phía dưới chúng ta có một cái bức tượng bán thân bằng thạch cao của hình ảnh của đồng chí Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, sinh năm 1914, mất giai đoạn năm 1967, hưởng dương 53 tuổi, ủy viên của Bộ Chính trị. Bây giờ tên gọi mà chúng ta hay gọi trân trọng của bác đó là đồng chí Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, là bí thư của Trung ương Cục miền Nam giai đoạn năm 1964 đến giai đoạn năm 1967. Rồi tiếp tục nữa xin mời Giang, chúng ta sẽ xem thêm một số những hình ảnh về đồng chí Phạm Hùng. Giới thiệu sơ lược với bạn đây, đây là bức tranh sơn dầu về hình ảnh của đồng chí Phạm Hùng, ủy viên của Bộ Chính trị, nguyên quán đó là ở Long Hồ của tỉnh Vĩnh Long và là bí thư của Trung ương Cục miền Nam từ khoảng thời gian là từ năm 1967 đến giai đoạn năm 1975. Và khi mà chúng ta di chuyển đến đây, có một cái bức thư mà do Bác Hồ kính yêu hay là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã từng viết cái bức thư này và mẫu viết đó là bằng tay. Nhưng mà mấy bạn đang xem ở đây thì đây chỉ là ken lại cái mẫu viết bằng tay mà bác đã từng viết cái bức thư này. Và bức thư này được viết vào ngày 10 tháng 3 năm 1968. Nội dung mà chúng ta thấy có hai bên. Đây là mẫu thật của mình, đó là đã được dịch ra cho nó dễ đọc hơn, cho các đoàn khách dễ xem hơn. Đây là chú Dũng thân mến, tuyệt đối bí mật, nhớ lại cái hồi Noel năm ngoái, chú có ý khuyên bác đi thăm miền Nam sau ngày thắng lợi hoàn toàn. Bác rất tán thành, nhưng nay chỉ đổi chữ sau thành chữ trước ngày thắng lợi hoàn toàn, tức là đi thăm khi anh em trong trỏng đang chuẩn bị mở một cái hiệp thứ ba. Và bác Hồ á muốn để gần gũi hơn đối với đồng bào miền Nam, bác dùng một cái từ mà người miền Nam hay dùng, đó là trỏng. Đi thăm đúng lúc đó mới có tác dụng khuyến khích thêm anh em. Cách đi, bác sẽ làm công trên một chuyến tàu thủy. Cùng đi sẽ có hai chú Bảo và Kỳ. Việc này bác tự thu xếp dễ thôi. Và nói chung là trong cái bức thư này thì bác đã tính toán rất là kỹ rồi về cái lịch trình đi thăm. Đó là cần 10 ngày để chuẩn bị, vượt biển độ 6 ngày. Từ bến tàu đến điểm dẫn độ là dăm hôm. Vậy nhờ chú tính ngày cho khớp, một mặt cho bác biết trước để mà chuẩn bị, một mặt cho các anh em trong đây nè để biết mà chờ đón bác. Và một điều đặc biệt nữa trong cái bức thư này, đó chính là bác sẽ di chuyển bằng đường biển và di chuyển sang một cái đất nước bạn mà giáp ranh với một cái vị trí mà Trung ương Cục chúng ta đã dừng chân trong thời kỳ kháng chiến và hiện tại
chúng ta đang về thăm ngày hôm nay, đó chính là Vương quốc Campuchia. Và trong đây thì chúng ta dừng, mà bác viết trong cái bức thư này được gọi là Bên Miên. Thì nói đúng thì đó là một trong những cái mong ước của bác để trở lại miền Nam, để thăm đồng bào miền Nam cũng như là thăm các đồng chí ở Trung ương Cục miền Nam này trong cái giai đoạn là kháng chống Mỹ trường kỳ như thế này. Nhưng rất là tiếc đó là sức khỏe của bác đột ngột xấu đi và bác mất vào ngày 2 tháng 9 năm 1969 và bức thư được viết chính xác vào ngày 10 tháng 3 năm 1968. Rồi tiếp tục nữa, chúng ta sẽ bắt đầu di chuyển đến một trong những cái mô hình mà có thể là tái hiện lại cái cuộc sống sinh hoạt của các đồng chí cán bộ chúng ta có thể là hoạt động tại Trung ương Cục miền Nam lúc bấy giờ. Mô hình mà Giang và các bạn đang thấy ở đây là chúng ta tái hiện lại cái hoàn cảnh sống, làm việc của các cán bộ chúng ta ở tại bên trong khu vực căn cứ ở rừng lúc bấy giờ, có thể là ở những vị trí khác nhau, nhưng mà tái hiện ở tại vị trí này là tại khu vực căn cứ Rùm Đuông. Có thể ở trên là những tầng cây, ở phía dưới chúng ta là có những cái con suối chảy róc rách, bên kia là nhà của cán bộ chúng ta, rất là đơn sơ, giản dị, mộc mạc, bằng những cái loại lá cây rừng để làm nhà như lá trung quân. Có thể là những ngôi nhà này được dựng lên chủ yếu đó là để sống ở vào trong những cái lán nhà này cho chúng ta có thể là trú mưa, trú nắng. Và như các bạn thấy, nhìn ẩn sâu vào trong những ở trong rừng, ngoài cây cối, thực vật rừng ra thì chúng ta còn có thêm động vật rừng. Và những loại động vật rừng mà giữ như thế này á thì thời kỳ đó rất nhiều. Ví dụ như đại diện mà các bạn đang được thấy ở đây là một hình ảnh của một chú cọp và chúng ta tái hiện ngày hôm nay. Bộ đội chúng ta ngoài đối diện với lại bom pháo trong chiến tranh ra thôi thì bên cạnh đó cái sự khắc nghiệt của thiên nhiên rừng á nó còn rất là lớn nữa. Thì như vậy thì chúng ta thấy cọp á thì nó có thể là có thể ăn cả thịt người nữa. Thì như giai đoạn lúc đó thì bộ đội chúng ta cũng có, nhưng mà chúng ta có nhiều phương tiện và hay có nhiều cách thức và nhiều kinh nghiệm, thì chúng ta đã trải qua thời kỳ chiến tranh có thể là chống giặc ngoại xâm nè, hai nữa là không chống Pháp nè, sau này chúng ta chống Mỹ. Thì như vậy thì các bạn đang thấy thì đối với những con cọp như thế này thì không có được, không bao giờ để làm đau lòng hay là làm cho cán bộ chúng ta mà bị run sợ cả. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ di chuyển xem một vòng để chúng ta thấy một số những cái mẫu vật từ bàn ghế hay là những mẫu xe đạp. Rồi, tôi giới thiệu với Giang, đây là một mẫu xe đạp nhìn rất là thể thao, màu xanh lá cây. Và do đây là xe đạp của đồng chí cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt hay đồng chí Sáu Dân, là bí danh thân mật mà đồng chí Võ Văn Kiệt đã từng sử dụng hoạt động. Và mẫu xe đạp này đã được đồng chí sử dụng có thể khoảng mốc thời gian là từ năm 73 đến 1975. Và một trong khoảng thời kỳ mà bác đã từng sử dụng tại khu vực căn cứ Trung ương Cục miền Nam này. Và khi mà ngôi nhà trưng bày được cắt băng khánh thành thì cũng có sự góp mặt của đồng chí cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Và sau này thì có rất là nhiều những cái mẫu vật hay là những mẫu tư liệu của đồng chí có được trưng bày ở nhà trưng bày ở đây. Và bên cạnh đó có thêm cái xe đạp mà bác đã từng sử dụng qua. Rồi sau khi mà chúng ta xem một số những cái mẫu hình ảnh hiện vật ở đây xong thì bây giờ xin mời Giang cũng như là các bạn đang xem chương trình Khám phá Việt Nam, chúng ta sẽ bắt đầu mình di chuyển đến cái khu vực cái xa bàn để chúng ta có thể vừa xem vừa nghe một cái đoạn nhỏ thuyết minh về cái chiến dịch rất là lớn lúc bấy giờ mà Mỹ mở ra hòng để tiêu diệt Trung ương Cục miền Nam và các cơ quan căn cứ. Thì xin giới thiệu với Giang, đây là khu vực cái xa bàn diễn biến của chiến dịch Johnson City của quân Mỹ vào căn cứ Bắc Tây Ninh từ giai đoạn là từ ngày 22 tháng 2 đến ngày 15 tháng 4 giai đoạn năm 1967. Và nhìn trên sa bàn này á thì Giang có thể dễ dàng thấy được có rất là nhiều cái khu vực các huyện của tỉnh Tây Ninh. Đây là mốc của thành phố của tỉnh Tây Ninh và chúng ta có chú thích đó là đường quốc lộ 22B. Và nhìn xa hơn một chút xíu nữa thì từ con đường quốc lộ 22B này chúng ta khoảng 60 cây số thì chúng ta di chuyển đến thăm khu vực Trung ương Cục miền Nam này và có một khu vực căn cứ nằm trên cái sa bàn này tên gọi là Rùm Đuông. Chính xác đó là ở xã Tân Lập, huyện Tân Biên của tỉnh Tây Ninh. Và diện tích của khu vực căn cứ Rùm Đuông mà ngày hôm nay Trung ương Cục miền Nam chúng ta đã được trùng tu phục chế lại là đã được quy hoạch lại là khoảng gần 70 hectare. Bây giờ hiện tại
chúng ta đang dừng chân trên mảnh đất quyền thoại của căn cứ địa Bắc Tây Ninh, nơi đã từng được mệnh danh là thánh địa của cách mạng miền Nam suốt trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Và lúc bấy giờ, những người điều hành guồng máy chiến tranh của nước Mỹ lúc trước kia đã từng gọi Trung ương Cục miền Nam là cái Nhà Trắng hay là cái lầu năm góc của Việt Cộng nằm trong rừng rậm, mà không xác định được vị trí nằm chính xác bất cứ ở vị trí địa điểm nào, nên làm Mỹ mở ra rất là nhiều những cái chiến lược và bên cạnh nó có nhiều chiến thuật hòng để tiêu diệt các khu vực căn cứ của Trung ương Cục miền Quan, căn cứ Trung Cục miền Nam và để bình định cả miền Nam này. Và đại diện nhất giai đoạn 1967 là có chiến dịch Johnson City mà chúng ta sẽ được nghe thuyết minh qua cái hệ thống sa bàn ở trên đây. Và khi mà thuyết minh đến đâu thì sẽ có những cái biểu diễn đến đó. Thí dụ những hướng tiến công của những hướng mũi tiến công của Mỹ đổ vào để đánh các khu vực căn cứ cơ quan lúc bấy giờ. Thí dụ như là có xe tăng, có máy bay, có trực thăng, xe tăng thiết giáp hay là những cái hướng đổ bộ nào thì chúng ta sẽ được biểu diễn hết trên cái sa bàn để cho khi mà các bạn hoặc là các đoàn khánh chúng ta di chuyển về đây để nghe thuyết minh á, nó sẽ thêm sinh động hơn. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe thuyết minh. Và khi nói đến Trung ương Cục miền Nam thì chúng còn có rất là nhiều những cái mật danh từ khi giai đoạn thành lập Trung Cục từ năm 61 năm 1975. Nhưng một cái mật danh mà được nhiều cán bộ chúng ta nhớ nhất và nhiều người gọi nhất đó chính là R hay là căn cứ R. Và bây giờ Giang cũng như là các bạn đang về R đây. Dạ. Vì sao thì có cái tên R đấy vậy chị? Và R đây là một trong những cái mật danh mà do một đồng chí đó là Phó Hữu Thế, Chánh Văn Phòng của Sứ ủy Nam Bộ đặt mật danh cho một khu vực căn cứ cơ quan đầu não lúc bấy giờ bằng một cái từ trong tiếng Pháp. Nhưng mà sau này chúng ta lấy một cái từ trong tiếng Pháp đó, lấy một cái từ chữ cái đầu tiên đó là R trong cái chữ reason hay chữ reason á, và chúng ta lấy chữ phiên âm đầu tiên bằng chữ R này là nói về một cái vùng hay là một cái xứ hay là một cái vùng mà khu vực căn cứ cơ quan chúng ta đã từng dừng chân hoạt động ở đó, nên là chúng ta được gọi là R. Chúng ta đang quay thêm một cái cảnh nữa là mình thắp nhang đi ha. Mình vô đầu chút nữa mấy bạn về mấy bạn lượt ra sao. Mình về mình thắp nhang để khi mà các đoàn tới đây á, là chúng ta sẽ được dâng hương để tưởng nhớ về công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và cũng như là các anh hùng liệt sĩ ở Trung Cục này. Mình bên đó. Chúng ta đang đứng trên mảnh đất huyền thoại của căn cứ Bắc Tây Ninh, nơi đây từng được mệnh danh là thánh địa của cách mạng miền Nam. Suốt những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, những người điều hành nguồn máy chiến tranh của Mỹ trước kia đã từng gọi nơi đây là Nhà Trắng và lầu năm góc của Việt Cộng trong rừng rậm. Tại đây, từ năm 1962 đến 1967, Trung ương Cục đã chỉ đạo quân và dân miền Nam đánh bại các học thuyết chiến lược của đế quốc Mỹ như chiến lược chiến tranh đặc biệt và chiến lược chiến tranh cục bộ. Đầu năm 1967, Mỹ thực hiện cuộc hành quân lớn nhất nhằm vào chiến khu Dương Minh Châu với cái tên cuộc hành quân Johnson City, mục đích nhằm tiêu diệt cơ quan lãnh đạo kháng chiến ở miền Nam, diệt sư đoàn có liên hệ với anh Phương cái vụ ăn uống chưa? Điện biên giới, chứ không mà giờ trễ rồi đó. Mình nếu mà được thì mình quay cái đó chứ. Chia cắt, lấn chiếm khu căn cứ thắng lợi quân sự quyết định tạo ra một bước ngoặt làm chuyển biến cục diện quân sự chính trị có lợi cho Mỹ. Chúng tôi huy động đại bộ phận quân Mỹ ở miền Đông Nam Bộ, gồm 9 lữ đoàn bộ binh Mỹ và 1 lữ đoàn thủy quân lục chiến Sài Gòn, quân số khoảng 45.000 tên, với trên 1.200 xe tăng, xe bọc thép, 256 khẩu pháo các loại, trên 500 máy bay chiến đấu, trực thăng, trinh sát. Lực lượng ta chỉ có sư đoàn 9, trung đoàn 16 và các lực lượng địa phương khác, tổng số chưa đến 10.000 quân. Đây là một thử thách lớn đối với quân và dân Tây Ninh cũng như cả miền Đông Nam Bộ. Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Cục, Bộ Chỉ huy miền chủ trương động viên mọi lực lượng trong căn cứ bám trụ chiến đấu tại chỗ, phối hợp với một bộ phận chủ lực quân giải phóng mở chiến dịch phản công, kiên quyết đánh bại cuộc hành quân quy mô lớn của địch bảo vệ căn cứ Hoa Tàng, để gãy gọng kìm tìm diệt, phá vỡ gọng kìm bình định. Ngày 2 tháng 2 năm 1967,
Mỹ đưa sư đoàn bộ binh số 25 như chấp nhiệm đời, mở một hành quân mang tên Gác Xỉn và khu vực từ đường 22 đến sát biên giới Campuchia. Sau gần 20 ngày do tìm quân giải phóng không kết quả, ngày 14 tháng 2, chúng mở tiếp cuộc hành quân mang tên Túc Sơn. Với lực lượng của lữ đoàn 2 và 3 thuộc sư đoàn bộ binh số 1 Anh Cả Đỏ, càng vào khu vực Minh Thạnh, Dầu Tiếng, Bến Cùng, nhằm dọn đường và bảo vệ cho việc di chuyển lực lượng, vận chuyển lương thực và các phương tiện chiến tranh đến vị trí xuất phát hành quân. Ngày 21 tháng 2, cuộc hành quân kết thúc. Ngày 22 tháng 2, cuộc hành quân Johnson City bắt đầu. Chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 từ ngày 22 tháng 2 đến ngày 17 tháng 3 1967. Giai đoạn 2 từ ngày 18 tháng 3 đến 15 tháng 4 1967. Ngay từ đêm 21 tháng 2, Mỹ dùng nhiều đợt máy bay B-52 ném bom nhiều nơi ở phía Bắc Tây Ninh để chuẩn bị đổ quân. 6 giờ sáng ngày 22 tháng 2, lữ đoàn dù 173 từ Ấn Quảng Biên Hòa nhảy xuống Cerro Gato. Sau đó địch dùng trực thăng từ Minh Thạnh lên đổ lữ đoàn 1 và 2 của sư đoàn bộ binh số 1 xuống An Khắc, Rung Luôn. Sắp mới hình thành tuyến ngăn chặn ta từ phía Bắc. Lữ đoàn 1 của sư đoàn bộ binh 25 triển khai dọc đường 22 làm tuyến kẹp sườn phía Tây. Hai lữ đoàn của sư đoàn bộ binh số 1 khống chế dọc lộ 4 làm tuyến kẹp sườn phía Đông. Sau đó địch dùng một lữ đoàn của sư đoàn bộ binh 25 và trung đoàn thiết giáp số 1 đánh thọc từ phía Nam lên trung tâm của hành quân. Ngay từ ngày đầu tiên, khi lữ đoàn 173 còn lơ lửng trên không, chúng đã bị lực lượng địa phương thuộc hai huyện Cà Tu và Bà Đạt đón đánh. Tại Rung Luôn, An Khắc đã tiến công đánh chặn địch. Các tướng quân đột kích chủ yếu từ phía Nam lên bị trúng mìn ở Khe Đôn, Bào Cỏ. Chúng hành quân tiếp đến Đồng Ba thì chia làm hai mũi. Một mũi theo lộ 4 lên hợp điểm Cà Tu, Sắp Mới, Rung Luôn. Mũi thứ hai sang phía Tây thọc sâu vào vùng căn cứ Tà Đạt, Sắp Kỳ. Địch ở Rung Luôn tiến công vào Suối Mây cũng bị ta chặn đánh quyết liệt, chúng buộc phải thay đổi. Ngày 25 tháng 2, Bộ Chỉ huy Giã chiến 2 của Mỹ quyết định đổ chiến đoàn A thủy quân lục chiến của đội Sài Gòn xuống trung tâm căn cứ ở khu vực Trảng Ca Bao. Quân Mỹ Sài Gòn qua cụm đạn không dám tiến công. Ngày 28 tháng 2, địch lại phải dùng máy bay trực thăng đến bốc về Trạm Bị. Liên tiếp các ngày 26, 28 tháng 2, các đơn vị của sư đoàn 9, trung đoàn 16 chủ lực quân giải phóng tập kích Trạm A Lân, phục kích ở Đông Nam diễn ý, tập kích vào khu vực suối Đông Cùng. Sau khi bao vây và đột phá vào khu vực Tà Đạt không kết quả, địch co về các chốt trên lộ 4 và lộ 22. Đêm 6 tháng 3, quân chủ lực pháo kích vào Tà Xiên, Chuông, Bình Linh. Đêm 8 tháng 3, pháo kích chốt Bến Vàng. Ngày 9 tháng 3, chống cả ở Lô Vi An. Đêm ngày 10 tháng 3, tập kích vào Đồng Bằng. Ngày 11 tháng 3, tập kích một bộ phận lữ đoàn 173 ở Trạm Bào, phục kích Trạm A Lân, pháo kích Tà Xiên, Bến Vàng. Ngày 13 tháng 3, địch rút quân ở Cà Tu, Bổ Túc và tất cả các chốt trên khu vực Bắc Tây Ninh chuyển về hậu cứ củng cố để chuẩn bị tiếp đợt 2. Ngày 13 tháng 3, địch tổ chức phản công lần 2, triển khai kế hoạch bao vây khu Đông Bắc và căn cứ Bắc Tây Ninh bằng hai kế quân từ hướng Tây Nam đánh lên và từ hướng Quảng đánh ra.
để giữ yếu tố bất ngờ, chúng không cho chuẩn bị hỏa lực trước mà chỉ dùng máy bay trinh thám hỗ trợ cùng bộ binh cơ giới tiến công vào. Sáng ngày 18 tháng 3, lữ đoàn 3 của sư đoàn 4 và lữ đoàn dù 173 hành quân đổ bộ trực thăng từ suối Nam, cầu Lộc Ninh lên Tà Nơn. Ngay lúc đó đoàn vào gần 82 và du kích huyện Bà Hảo chặn đánh. Ngày 19 tháng 3, việc phát triển liên cục đồng đủ, lữ đoàn 1 của sư đoàn 55 từ Minh Thạnh lên Đồng Kè bị du kích hậu cần 82 bố trí bãi nghỉ chặn đánh ở Đồng Đủ. Quân chủ lực tấn công địch ở Bảo Bằng. Ngày 20 tháng 3, địch tiến theo lộ đã đọc qua Sóc Văn Trăng. Sau đó lữ đoàn dù 173 và bộ phận tiếp giáp tiến chiếm Mộc Tràng, Mộc Cột, nối liền Sóc Văn Trăng bằng một cuộc cơ giới và pháo binh ở ngã ba Bạc Chiếc. Đêm 20 sáng ngày 21 tháng 3, địch vừa lên Đồng Rù, quân chủ lực tập kích vào khu vực định sẵn, quân du kích chặn đánh và bỏ cạn. Cánh quân phía Bắc ở Trạm Ba Vũng bị quân ta tập kích. Đêm 31 tháng 3, ta tập kích cùng Nam, kiềm chế của Bắc và pháo kích cùng Sóc Văn Trăng. Liên tiếp bị phục kích chặn đánh, bị thiệt hại nặng. Ngày 1 tháng 4, địch bắt đầu rút khỏi các căn cứ. Ngày 6 tháng 4, địch rút quân ở Đồng Kẹt. Ngày 9 và 10 tháng 4, địch rút quân ở các cuộc Trạm Ba Vũng, Bào Cầu, Bào Tràng. Trước sự tiến công của ta và thương vong của quân Mỹ ngày càng tăng, Bộ Chỉ huy Mỹ phải chấm dứt cuộc hành quân này. Kết thúc ngày 13 tháng 4, khi cuộc quân lớn nhất của Mỹ ở Sóc Văn Trăng rút khỏi căn cứ Bắc Tây Ninh. Sau 53 ngày đêm chiến đấu, quân và dân ta đã giành thắng lợi vang dội trong việc đánh bại một hành quân quy mô lớn của Mỹ nhằm tiêu diệt các căn cứ của ta. Kết quả, quân ta đã tiêu diệt 14.233 tên Mỹ, 992 xe, trong đó có 775 xe tăng và thiết giáp, 112 quả pháo, bắn rơi 160 máy bay, trong đó 144 trực thăng. Đánh giá thắng lợi này, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Chính ủy Bộ Chỉ huy miền nhận xét, cuộc hành quân ra Sơn Sơn Kỳ lớn nhất của Mỹ và vùng Tây Ninh lại là cuộc hành quân của đau nhất, khi mốc đánh dấu đỉnh cao sự thất bại của chúng trong cuộc phản công chiến lược mùa khô lần thứ hai này trong âm mưu tiêu diệt của chúng. Chiến thắng cuộc hành quân Johnson City đã trở thành bài học lịch sử, góp phần to lớn của sự nghiệp giải phóng miền Nam thống nhất tổ quốc, và căn cứ địa Bắc Tây Ninh đã trở thành một địa chỉ đỏ để biến phạm.